Ngọc Linh tới trên đó đó, thì đi sao mà chỉ biết là cái cống nó nằm ở đây. Trách nhiệm sẽ thuộc về đơn vị, những cơ quan quản lý địa phương. Chỉ trong tháng 9 này, một nữ sinh lớp 11, một cậu bé 11 tuổi cùng tử vong vì một nguyên nhân. Năm 2016, một bé trai 8 tuổi tại Bình Dương cũng bị cuốn trôi trong cơn mưa lớn. Những cái chết nối dài nhưng có thể nói là không phải bất ngờ. Bởi lẽ rất nhiều cảnh báo, rất nhiều nguy cơ hiển hiện năm này qua năm khác mà không thấy bóng dáng người chịu trách nhiệm. Không thấy sự cải thiện nào mang tính an toàn hơn ở các công ty thoát nước này. Và nếu như vậy, đứa trẻ nào sẽ là nạn nhân tiếp theo? Lỗi tại miệng cống hay ở sự vô cảm của con người? Chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị và các bạn trong phần sau của bản tin. Kính chào quý vị, tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Và ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin chính. Hơn 100 xe chuyên dụng cùng 2.000 người tham gia diễn tập chữa cháy khu công nghiệp quy mô lớn tại khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Có hay không dấu hiệu lạm quyền trong vụ việc hai cô gái đi uống cà phê bị đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh? Sứ Catalan căng như dây đàn trước giờ bỏ phiếu ly khai khỏi Tây Ban Nha. Lần đầu tiên một bệnh nhân sống thực vật trong suốt 15 năm có dấu hiệu tỉnh lại sau khi được cấy thiết bị kích thích thần kinh phế vị vào ngực. Vào sáng ngày hôm nay 30 tháng 9, hơn 100 xe chuyên dụng cùng 2.000 người được huy động tham gia diễn tập chữa cháy khu công nghiệp quy mô lớn tại khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Buổi diễn tập do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an tổ chức. Tình huống giả định là vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, xảy ra nổ nồi hơi tại khu nhà xưởng S2, công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam tại Hải Phòng. Trong quá trình sản xuất nồi hơi bị quá áp, van xả áp bị sự cố, dẫn đến nổ gây ra cháy lớn, làm phá vỡ hệ thống dẫn ga cho nồi hơi. Đám cháy nhanh chóng phát triển trên diện rộng, sinh ra nhiều khói, khí độc. Vụ nổ ga gây sập đổ một phần kết cấu xây dựng nhà phụ trợ. Đây là một tình huống phức tạp được đặt ra. Có hàng trăm người bị ngạt và mắc kẹt tại hiện trường và nhiều khu vực khác trong công ty. Ngoài Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng, lực lượng của các địa phương lân cận như thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Thái Bình được huy động để hỗ trợ. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế, những người bị nạn được cứu thoát khỏi sự cố. Ở một số các khu công nghiệp thì đã xảy ra các cái cháy lớn và cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Thì cái này theo đánh giá của chúng tôi, trước hết thì phải nói rằng là ở đây nó là cái trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cái chấp hành các cái quy định của pháp luật về phòng cháy cháy là anh phải thực hiện và anh phải tuân thủ. Tình hình cháy nổ ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 2.300 vụ cháy, tăng tới 57% so với cùng kỳ, làm 51 người chết, 95 người bị thương. Mỗi ngày có tới 3 trẻ bị bạo lực hoặc xâm hại tình dục. Đây là thống kê mới nhất được đề cập đến trong dự thảo báo cáo của Chính phủ trong 8 tháng đầu năm nay. Thống kê cho thấy có 832 vụ bạo lực và xâm hại tình dục. Trong đó có 116 em bị bạo lực và 716 em bị xâm hại tình dục. Hầu hết các nạn nhân đều là trẻ em nữ. Thời gian gần đây, nhiều vụ việc được đưa ra ánh sáng. Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Tòa Nhân dân cấp tỉnh, huyện trên toàn quốc đã xét xử 1.880 vụ xâm hại trẻ em. Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ngoài phạm vi gia đình đang là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Song đây là vấn đề nhạy cảm. Nhiều chị em vì các lý do khác nhau đã cam chịu không tố cáo, nhất là người gây bạo lực là người thân. Tình trạng quấy rối tình dục tại nơi làm việc hay xâm hại tình dục đối với trẻ em gái có chiều hướng gia tăng và tính chất ngày càng phức tạp hơn. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để tăng cường bảo vệ trẻ em, hình thành đường dây tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trong tháng 9 vừa qua. 3 ngày trước, một em bé 11 tuổi bị cuốn vào cống thoát nước tử vong tại Đồng Nai. Trong khi trước đó chỉ vài ngày, một học sinh nữ cũng bị nước cuốn tại Bình Phước sau cơn mưa lớn. Hàng loạt tai nạn vì những chiếc bẫy ở cống nước khiến cho người dân phẫn nộ bởi sự vô cảm của những người có trách nhiệm. Một câu hỏi lơ lửng trên đầu rằng, đứa trẻ nào sẽ là nạn nhân tiếp theo ở những cống nước nuốt người này? Ghi nhận của nhóm phóng viên.
Ngày 20 tháng 9, miệng cống này đã cướp đi sinh mệnh nữ sinh lớp 11 tỉnh Bình Phước. Để rồi sau đó một ngày, người ta tìm thấy thi thể em trong lớp cỏ sinh lầy cách hiện trường 500m. Ngày 27 tháng 9, bé trai 11 tuổi bị ngã xuống cống nước. Người dân, lực lượng cứu hộ trắng đêm tìm kiếm. Hai ngày sau, thi thể cậu bé được phát hiện cách hiện trường 10 km. Là tàu quả lên là mấy ông kia công nhân đi ra với quản đốc người ra, bắt đầu cho xe nâng giật cái cống ra kiếm thì không thấy rồi, bắt đầu mấy em đem vén tấn ở đây, tấn cái mương này nó chảy xuống á, em với mấy ông quản đốc của tấn mương lớn tấn cho nó dâng nước lại để cái thử nhỏ thấy không. Con đường trong cụm công nghiệp thuộc xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Những gì còn sót lại tại hiện trường. Tai nạn xảy ra trong cụm công nghiệp, vắng người qua lại. Cống nước điểm sâu nhất đến hơn 1 mét với những cái miệng vẫn há to nhiều ngày. Đã 3 ngày xảy ra vụ tai nạn cướp đi tính mạng của cậu bé 11 tuổi bị nước cuốn trôi. Nhưng quý vị có thể thấy hiện trường vụ việc, ống cống này vẫn chưa hề được lắp đặt để cho đảm bảo an toàn. Và với cái sự thi công cầu thả như thế này, nó đã cướp đi tính mạng của cậu bé trong một cơn mưa không phải là quá lớn. Bố mẹ của cậu bé cũng là công nhân ở trong cụm công nghiệp này. Họ lên Đồng Nai làm ăn từ tỉnh Kiên Giang. Và họ không thể ngờ được rằng cái mảnh đất mà họ lựa chọn để mưu sinh lại cướp đi tính mạng con trai mình. Nhưng đó không phải những tai nạn đầu tiên. Tháng 10 năm 2016, một miệng cống khác ở Bình Dương được vội vã lắp thêm rào chắn sau khi một cậu bé bị cuốn trôi trong cơn mưa lớn. Nạn nhân đều là trẻ nhỏ và những cống nước bẫy người đang tồn tại ở không ít địa phương, ngay cả tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi chị về mưa nó ngập lên tới trên đó đó thì đi sao mà chị biết là cái cống nó nằm ở đây? Cống này khó khăn cho việc chúng tôi tiếp cận được cái miệng cống vì nước lũ không thể nào mà tiến sâu vào để cứu bé trai được. Hệ thống cống trên được xây dựng vì mục đích tiêu thoát nước, nhưng cứ sau mỗi tai nạn, người ta bỗng dưng quên ai là đơn vị quản lý. Vô cảm hơn, không một tấm tre tạm bợ nào được dựng lên để ngăn một cái chết khác. Chính quyền, khu công nghiệp đều im lặng trước câu hỏi về trách nhiệm. Công trình đó là hiện đang tu dưỡng, sửa chữa, thì lúc đấy trách nhiệm sẽ trực tiếp thuộc về đơn vị thi công. Còn đối với những công trình mà đã được chủ đầu tư bàn giao lại cho cơ quan quản lý địa phương thì lúc đấy trách nhiệm sẽ thuộc về cơ quan quản lý địa phương thường xuyên đi kiểm tra để phát hiện những cái hư hỏng và kịp thời sửa chữa. Sau những cơn mưa là những cái chết. Và có lẽ sự lặng im vô cảm của những con người đáng lý phải chịu trách nhiệm sẽ còn tiếp tục được duy trì. Nhưng bấy lâu nay họ vẫn như thế. Liên quan tới câu chuyện hai cô gái đi uống cà phê bị đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội, được biết vào chiều ngày hôm qua 29 tháng 9, lãnh đạo địa phương phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận sai, đồng thời có hành động đến xin lỗi gia đình và hai cô gái. Tuy nhiên, vấn đề khiến cho nhiều người phải lo ngại là đây không phải là những trường hợp hy hữu xảy ra, và phải chăng trong câu chuyện này cơ quan chức năng đã có dấu hiệu lạm quyền. Đây là quán cà phê nơi hai cô gái Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ngô Thị Kiều bị công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức kiểm tra nhưng không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Tiếp đó, sau hơn 2 giờ tạm giữ, hai cô gái được chuyển đến trung tâm hỗ trợ xã hội theo diện vô gia cư. Việc không mang chứng minh nhân dân là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nhân viên phường được chuyển hai cô lên trung tâm bảo trợ xã hội, nơi vốn chỉ tiếp nhận những người có hành vi ăn xin hoặc sinh sống nơi công cộng. Việc không xuất trình được chứng minh nhân dân thì không có nghĩa là người đó là người vô gia cư hoặc là người trái phép, hoặc là thậm chí nói nôm na giống như là một người lậu. Ủy ban nhân dân phường lại chuyển cô gái đó đi lên trung tâm bảo trợ xã hội mà người ta gọi nôm na là trung tâm vô gia cư, theo cái hình thức là người vô gia cư, người không có nơi cư trú, thì tôi thấy ở đây là nó có vấn đề trái pháp luật. Đáng nói, từ ngày bị bắt vào trung tâm đến khi được thả ra là cả chục ngày, và lý do được cơ quan chức năng đưa ra, ngay cả sau khi được báo chí vào cuộc vẫn không đủ sức thuyết phục. Khu phố 5, phường Tam Bình nó cũng là một địa bàn phức tạp về trật tự. Thì quán cà phê này thì cũng nằm trên địa bàn đó, có biểu hiện nghi vấn về cá độ bóng đá qua mạng. Hai em này thì là nhân viên của quán, không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Trong quá trình có liên lạc điện thoại thì cũng không có phản ánh lại là việc có điện thoại về nhà để mà cho công an biết là để đợi người thân đến hay không. Nên đó thì theo quyết định 29 thì chúng tôi lập hồ sơ để đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội.
Được biết, đến thời điểm hiện tại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình, người ký quyết định giao hai cô gái cho Trung tâm Hỗ trợ Xã hội, cũng đã nhận sai sót khi tin tưởng vào đề xuất của cán bộ cấp dưới, thiếu hậu kiểm. Thế nhưng, cũng theo ông, đây không phải trường hợp duy nhất. Nếu những điểm nào mà quán cà phê, khách sạn, Internet có những nghi vấn gì đó thì phường thực hiện kiểm tra hành chính bất cứ giờ nào. Và nếu phát hiện những trường hợp như thế này thì cũng lập hồ sơ để xử lý theo đúng cái quy định thôi. Trước đây cũng có nhiều trường hợp, chứ đâu phải là trường hợp này đầu tiên. Nếu như cái tình trạng này diễn ra thường xuyên liên tục và nói rằng là đối với như hai cô gái này không phải là trường hợp điển hình, thì rõ ràng đây là đã có một sự lộng quyền. Và điều này hoàn toàn ảnh hưởng đến việc tâm lý chung, gây một cái tâm lý bất ổn chung cho mọi người trong xã hội, lẫn cái việc quản lý. Theo tôi thấy là trong trường hợp này, Ủy ban Nhân dân cấp phường xã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Và lúc đó tất nhiên là một sự lộng quyền rất đáng lên án. Không mang giấy tờ tùy thân ra đường, liệu có bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ Xã hội nữa hay không, vẫn là thắc mắc lo ngại của nhiều người. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cách xử lý thiếu linh hoạt của cơ quan chức năng địa phương đã hoàn toàn sai quy định, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và danh dự của công dân. Bệnh do virus Zika hiện vẫn đang tiếp tục xuất hiện tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh đang có trên 20 ca từ đầu năm cho đến nay, thì Đồng Nai cũng ghi nhận không ít trường hợp với con số mới nhất là 11 ca nhiễm bệnh. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai, từ tháng 12 năm 2016 cho tới nay, toàn tỉnh ghi nhận 11 trường hợp bị mắc bệnh do virus Zika. Trong đó, 2 ca ở thành phố Biên Hòa, 4 ca ở huyện Nhân Trạch và 5 ca ở Thống Nhất. Trường hợp mắc mới nhất là một thai phụ 20 tuổi đang mang thai ở tuần thứ 15. Sau khi có kết quả dương tính với virus Zika, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện đã tiến hành xử lý phòng chống dịch trong 24 giờ, tư vấn bệnh nhân thường xuyên khám thai để có hướng can thiệp kịp thời nếu có bất thường. Trước đó, vào ngày 19 tháng 9, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết phát hiện một bệnh nhân của địa phương này dương tính với virus Zika. Qua quá trình điều tra dịch tễ, trường hợp trên được xác định đã di chuyển về từ tỉnh Đồng Nai. Riêng thành phố Hồ Chí Minh trong tuần qua không ghi nhận thêm ca bệnh mới. Trong hôm nay và ngày mai, hàng nghìn trẻ em dưới 16 tuổi được khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Đối tượng được khám là trẻ em tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh phụ cận như Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên. Đáng lưu ý, ghi nhận trong sáng nay, một vài trẻ mắc bệnh tim nguy hiểm đã được phát hiện. Các bác sĩ đã hội chẩn ngay lập tức, sau đó chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương để can thiệp hoặc phẫu thuật gấp. Cháu bé này ở một xã vùng xa của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Dù đã 4 tuổi nhưng thể trạng chỉ như mới 2 tuổi. Không ốm đau nhiều nên gia đình vẫn luôn nghĩ cháu biếng ăn nên chậm lớn. Phần vì kinh tế gia đình khó khăn, phần vì chủ quan, nên lần đầu tiên đi siêu âm tim cũng sẽ là lần đầu tiên cháu phải trải qua cuộc phẫu thuật phức tạp. Hình ảnh siêu âm cho thấy rất rõ những tổn thương bẩm sinh. Các bác sĩ đã hội chẩn cho cháu ngay tại phòng siêu âm. Trong đêm nay hoặc sáng mai, cháu sẽ được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật. Giả thấy ốm đau gì thì không cho đi khám. Nó vẫn nhà vẫn đi học bình thường mà. Cháu bé này bị một bệnh tim bẩm sinh, nó cũng khá là nặng. Bệnh nó là thông sản nhĩ thất toàn bộ. Nó là một bệnh tim bẩm sinh khá là nặng, sẽ phải phẫu thuật. Ngay sau đây thì bạn sẽ được các bác sĩ cho thuốc uống để hạn chế suy tim, cộng với sẽ chuyển lên viện nhi. Hôm nay có khoảng hơn 1.000 trẻ khác được khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí với các bước như siêu âm tim, điện tâm đồ. Đối tượng được đăng ký gồm những trẻ đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế nghi vấn mắc tim bẩm sinh, thường hay bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần, thở khác thường, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào, trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản, trẻ có biểu hiện bú chậm, kéo dài trên 30 phút hoặc không thể chấm dứt bữa bú, trẻ thở nhanh hay toát mồ hôi. Đặc biệt sau các bữa bú, trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt, môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh, hụt hơi khi gắng sức. Cái số mà bệnh tim bẩm sinh phức tạp mà nó không chữa được ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng là tầm dưới 1% của các bệnh tim bẩm sinh như vậy thôi. Và thực sự là với cái khả năng của khoa học ở thời điểm hiện tại này ấy, thì
mình không nên coi cái bệnh tim bẩm sinh đó là một cái bệnh mà nó đáng sợ và nó đáng nguy hiểm như là mọi người vẫn thường tưởng tượng nữa. Theo thống kê của Trung tâm Tim mạch Nhi Trung ương, tim bẩm sinh là bệnh rất dễ gặp ở trẻ nhỏ. Mỗi năm có khoảng 12.000 trẻ mới sinh mắc bệnh tim bẩm sinh, chiếm 1,15%, nghĩa là cứ 100 trẻ thì có trên 1 trẻ mắc tim bẩm sinh. Tim bẩm sinh không đáng sợ, dễ chữa nếu được phát hiện sớm. Vậy mà chỉ có 50% trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh được phát hiện ngoài cộng đồng. Chính vì vậy, năm nay, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã phối hợp cùng các bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch nhi tổ chức đợt thiện nguyện lớn này. Sau đó là sang năm nếu có tiền thì chúng tôi sẽ làm tiếp cái trung tâm phẫu thuật tim mạch, thì cố gắng để hoàn thiện tất cả kỹ thuật về tim mạch cho trẻ. Để các gia đình khó khăn có thể đưa trẻ đến buổi khám sàng lọc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 200.000 đồng một trẻ đối với các trẻ sinh sống ngoài khu vực thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên. Đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hướng dẫn hồ sơ, xin trợ giúp để được phẫu thuật miễn phí tại các bệnh viện, trung tâm tim mạch hàng đầu ở Việt Nam. Một thị trường đầy hỗn loạn là câu mà nhiều người vẫn nói về thị trường dược phẩm ở Việt Nam từ nhiều năm nay. Cũng không có gì là mới lạ bởi ở một đất nước mà giá thuốc nhảy múa trên trời, chất lượng thuốc thật giả lẫn lộn, không kiểm soát, người dân mất niềm tin thì chỉ có thể có đó là sự thao túng. Trên thực tế, vấn đề dược phẩm đã từng trở thành vấn đề nóng ở nhiều quốc gia và để hạn chế được những tiêu cực trong ngành này, nhiều quốc gia đã thực hiện chính sách y dược phân ly với mong muốn lớn nhất là đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Ở Việt Nam, chính sách này đã được thực hiện chưa và nó có cần thiết giúp minh bạch thị trường dược phẩm hay không? Phóng sự dưới đây với ý kiến của các chuyên gia sẽ giúp cho quý vị và các bạn thấy rõ phần nào nội dung này. Năm 2006, năm xảy ra chấn động của ngành dược Trung Quốc. Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trinh Tiên Du đã chịu mức án tử hình vì đã cấp số đăng ký cho nhập thuốc giả. Sau vụ án này, Trung Quốc đã thực hiện một cuộc cải cách trong quản lý, đó là tách y và dược thành hai ngành riêng biệt với mong muốn lớn nhất là đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Một cái ngành y tế, một cái xã hội y tế mà muốn đạt được một cái chuẩn mực, muốn đạt được một cái mức cao, không thể nào có một ông bác sĩ vừa kê đơn lại vừa bán cho bệnh nhân. Không thể nào có một cái bệnh viện vừa khám chữa bệnh mà lại có những cái quầy thuốc để kinh doanh. Ở Việt Nam, trên thực tế, chính sách y dược phân ly đã được thực hiện từ lâu nhưng chưa triệt để. Ở các bệnh viện vẫn còn những nhà thuốc. Ở đâu đó vẫn còn những bác sĩ bắt tay với hãng dược nhận hoa hồng, kê đơn thuốc giá khủng cho người bệnh. Chi phí tiền thuốc chiếm 80% chi phí điều trị. Việc thuốc đến tay người bệnh với giá cao như nhiều người phản ánh xuất phát từ chuyện độc quyền thuốc dẫn đến tình trạng khan hiếm thuốc và qua nhiều lớp trung gian nhằm đẩy giá thuốc lên cao. Một thị trường béo bở và không có sự mặc cả như dược phẩm thì việc giá thuốc trên trời là điều không có gì khó hiểu. Nói chung là vì sao? Là vì là làm cái gì giả thì nó chỉ là cái vấn đề về mặt kinh tế thôi. Nhưng mà làm thuốc giả thì đây là cái tội giết người, mà giết người hàng loạt. Phải nói là như vậy. Y dược phân ly là xu thế tất yếu của xã hội và Việt Nam cũng sẽ phải hướng tới. Một xã hội mà y khoa phát triển thì không thể nào có một ông bác sĩ vừa đá bóng vừa thổi còi. Mục đích lớn nhất vẫn là để thị trường được vận hành một cách minh bạch, không bị lợi ích nhóm chi phối, để giá thuốc được kiểm soát và để người bệnh không còn bị móc túi một cách oan uổng nữa. Để tách y và dược ra khỏi nhau là một cái việc làm rất cần thiết. Tuy nhiên phải có những cái nghiên cứu và chúng ta phải tách trên cái phạm vi nào. Và theo quan điểm của tôi, Việt Nam có khoảng gần 1.300 bệnh viện công lập. Nếu chúng ta làm mà chúng ta áp dụng ngay 1.300 bệnh viện ấy, ngay lập tức chúng ta sẽ sập hệ thống. Và chúng ta nên, theo quan điểm của tôi, nên là thử thí điểm ở 39 bệnh viện trung ương, ví dụ như thế. Sau khi thành công, bắt đầu đến bệnh viện tỉnh, sau đó dần dần đến bệnh viện huyện. Có thể 10 năm hay 20 năm hoặc xa hơn nữa, Việt Nam mới có thể đạt tới sự triệt để chính sách y dược phân ly. Nhưng đó chỉ là một trong những chính sách hạn chế tiêu cực của ngành dược hiện nay, một ngành được ví von mức siêu lợi nhuận hơn cả buôn bán ma túy hay vũ khí. Từ vụ việc nhập thuốc ung thư giả H. Capita của VN Pharma gây bức xúc dư luận thời gian qua với số tiền chi hoa hồng cho bác sĩ lên tới hàng tỷ đồng,
Nhìn rộng ra, việc thực hiện chính sách y dược phân ly là cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi chỉ có thể như vậy, thị trường dược phẩm mới bớt hỗn loạn. Dù số phận không may mắn khiến cho hai anh em Lê Bảo Ngọc và Lê Nữ Yến Vi ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị bệnh xương thủy tinh và não uống thủy. Nhưng bằng nghị lực phi thường, cả hai em đều đạt kết quả cao trong học tập và đã trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Hình ảnh chị Đinh Thị Thoa, ngày 8 lượt bồng hai đứa con đi và về từ nhà tới trường, đã trở thành quen thuộc đối với người dân xã Hương Lâm. Cả hai anh em Lê Bảo Ngọc và Lê Nữ Yến Vi đều bị bệnh không thể đi lại, khiến người mẹ trẻ từng khóc hết nước mắt, không thể đi làm ăn đâu xa để ở nhà chăm con. Cháu được 1 tuổi thì em đưa ra bệnh viện nhi đi khám thì họ nói là hải mô mà lại bị xương thủy tinh, bị não uống thủy đi. Khi bé Ngọc được 5 tuổi thì vào năm 2010, với mong muốn có một đứa con lành lặn và khỏe mạnh nên anh chị sinh thêm bé Vi. Tuy nhiên, nỗi đau lại nhân đôi khi người em gái lại mắc bệnh giống anh trai của mình. Thế nhưng, ngược lại với thân hình bé nhỏ, Bảo Ngọc năm nay đã học lớp 7. Yến Vi học lớp 2 và đều là học sinh khá giỏi, trở thành niềm động viên lớn nhất của bố mẹ trước những nỗi đau quá lớn. Nhân giác cái con nhỏ cảm giác khổ kép nhắn từ từ cô dạy con hiểu, dần dần hiểu được. Những nét chữ đầu tiên mà Bảo Ngọc tập viết đều thấm đẫm nước mắt của hai mẹ con. Đầu vừa to vừa nặng nên ngồi học em phải kê cằm xuống một cái chén trên bàn mới viết được. Thằng đầu to, người ngoài hành tinh là những biệt danh mà bạn bè trêu chọc những ngày đầu đến lớp. Nhưng các em đã vượt lên tất cả để đạt kết quả cao trong học tập trước sự ngỡ ngàng của gia đình, thầy cô và bè bạn. Em cũng muốn cho cháu học nên là cũng có điều kiện mà theo đuổi chưa bệnh cho cháu. Cũng chỉ đào nhờ các bạn nam trong lớp là giúp đỡ bạn Ngọc những lúc bạn cần thiết. Và có những cái đợt như là vào đầu năm rồi là về hỗ trợ sách vở rồi là những cái chi phí cho học sinh đặc biệt như em Bảo Ngọc là nhà trường cũng rất là quan tâm. Bước chân của mẹ vẫn đều đặn đi về mỗi ngày để bồng bế các con đến trường. Dù vất vả, nhưng tình yêu thương và hình bóng bố mẹ sẽ luôn bên cạnh là nguồn động viên, an ủi để các em thực hiện ước mơ của mình trên những chặng đường dài, gian nan phía trước. Chuyển sang phần tin quốc tế, Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia Cuba CDN vừa công bố số liệu tổng hợp về thiệt hại của cơn bão Irma tại riêng quốc đảo này sau khi càn quét một loạt nước thuộc vùng biển Caribe hồi đầu tháng. Theo báo cáo, chỉ trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9, thì bão Irma đã gây hư hại gần 159.000 ngôi nhà, trong đó có gần 15.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hơn 23.500 ngôi nhà bị tốc mái. Do ảnh hưởng của bão Irma, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Cuba kể từ năm 1935, hơn 1,8 triệu người dân ở nước này phải sơ tán và số người hiện vẫn đang phải tạm trú trong các lều trại là gần 11.700 người. Bão cũng hoạt động sản xuất đường bị đình trệ nghiêm trọng vì có tới 338.000 hecta trồng mía bị bão quật đổ, trong khi nhiều cơ sở hạ tầng, nhà xưởng của 20 nhà máy đường bị hư hỏng. Bão Irma đã ảnh hưởng mạnh đến ngành nước tại khoảng 4 giờ chiều ngày hôm nay 30 tháng 9, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Sichuan, phía tây nam Trung Quốc, song thiệt hại ban đầu không đáng kể. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, trận động đất xảy ra tại khu vực miền núi nằm giữa thành phố Guangyuan và Mianjiang, tỉnh Sichuan, cách Guangyuan 78 km. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Người dân ở gần tâm chấn cho biết họ có thể cảm nhận rõ ràng rung lắc. Các bức ảnh đăng trên trang mạng xã hội cho thấy nhiều người vội vã chạy ra khỏi những tòa nhà. Chính quyền tỉnh Sichuan thông báo đã tạm ngừng một số chuyến tàu để kiểm tra mức độ an toàn. Họ chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về tình trạng mất điện do động đất. Sichuan là khu vực thường xuyên hứng chịu động đất. Mỗi trận động đất mạnh tại đây hồi năm 2008 đã cướp đi sinh mạng của gần 70.000 người. Vào hồi đầu tháng 8, trận động đất mạnh 7 độ cũng xảy ra tại khu vực hẻo lánh gần một địa điểm du lịch cũng ở tỉnh này.
và khiến cho 20 người chết, 500 người khác bị thương, chủ yếu là do sạt lở đất. Ngày mai mùng 1 tháng 10 theo giờ Việt Nam, người dân Catalan sẽ bắt đầu cuộc trưng cầu dân Ý đòi độc lập, ly khai khỏi Tây Ban Nha. Hiện công tác chuẩn bị vẫn đang diễn ra tích cực, dù chính quyền trung ương tuyên bố hủy sự kiện này. Không chỉ vậy, chính phủ Tây Ban Nha cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân mà họ cho là bất hợp pháp nói trên. Bên cạnh việc tịch thu nhiều tài liệu, biểu ngữ và gần 10 triệu lá phiếu, Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã điều động khoảng 10.000 nhân viên đến Catalan nhằm ngăn chặn cuộc bỏ phiếu. Cảnh sát sẽ ngăn chặn việc sử dụng các trụ sở của nhà nước hoặc những địa điểm khác để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân. Phát biểu sau cuộc họp nội các ngày 29 tháng 9, người phát ngôn chính phủ Inigo Mendez de Vigo khẳng định cuộc trưng cầu ý dân sẽ không diễn ra vào ngày mai. Chúng ta sẽ bắt đầu ngày đầu tiên của tháng 10 mà không có cuộc trưng cầu ý dân tại Catalan. Cuộc trưng cầu này là bất hợp pháp, không tuân theo luật trưng cầu ý dân và Tòa án Hiến pháp cũng đã ra lệnh cấm tổ chức cuộc trưng cầu ý dân này. Mặc dù vậy, các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu vẫn đang tiếp tục diễn ra trong khu vực. Chính quyền Catalan tuyên bố đã thiết lập 17.000 điểm bỏ phiếu trên khắp vùng lãnh thổ này. Ngày 29 tháng 9, những người Catalan ủng hộ ly khai cũng chiếm giữ một số ngôi trường ở Barcelona được lựa chọn làm các điểm bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu nhằm đảm bảo công tác bỏ phiếu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Chúng ta đã từng trải qua những khó khăn trong quá khứ và điều này làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Chiến thắng là hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân để thay đổi lịch sử, bắt đầu tiến trình mới về kinh tế, xã hội, văn hóa. Theo khảo sát, có khoảng 60% trong số 5 triệu 300 cử tri hợp lệ sẽ đi bỏ phiếu trong ngày mai. Trong khi đó, cảnh sát vùng Catalan gồm 17.000 nhân viên đang bị kẹt giữa một bên là phải trung thành với chính quyền vùng và một bên là phải tuân thủ luật pháp. Tình hình Tây Ban Nha dự kiến vẫn còn phức tạp trong những ngày tới. Liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn tại Tây Ban Nha trong những ngày cuối tuần, nhiều nước châu Âu như Đức, Hà Lan, Pháp, Ba Lan đã khuyến cáo công dân của mình thận trọng tới Catalan. Có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên di chuyển một số tên lửa từ một căn cứ tại thủ đô Pyongyang, trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối lo ngại rằng nước này sắp chuẩn bị có thêm những hành động khiêu khích. Đó thực là thông báo vừa được Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS đưa ra vào tối ngày hôm qua, 29 tháng 9. Tuy nhiên, KBS không tiết lộ cụ thể thời điểm và vị trí di chuyển. Theo đó, giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã phát hiện hàng loạt tên lửa đã được di chuyển khỏi Trung tâm Phát triển và Nghiên cứu Tên lửa tại Sanumdong, phía bắc thủ đô Pyongyang. Thông báo cho rằng số tên lửa trên có thể là tên lửa tầm trung Hwasong 12 và tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong 14. Mặc dù căn cứ tên lửa tại Sanumdong chỉ tập trung sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa, tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng hiện không thể xác nhận thông tin chi tiết của thông báo trên hay các hoạt động bất thường tại khu vực địa điểm nêu trên. Giới chức Hàn Quốc cũng cảnh báo Triều Tiên có thể tiến hành một loạt các hành động khiêu khích nhân dịp kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản ngày 10 tháng 10 hoặc vào thời điểm diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 18 tháng 10. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Yukiya Amano đánh giá vụ thử hạt nhân được Triều Tiên tiến hành ngày 3 tháng 9 vừa qua cho thấy quốc gia này đã đạt được tiến triển nhanh chóng trong việc phát triển vũ khí. Vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là vụ thử mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên đã gây ra một mối đe dọa mới. Rõ ràng là Triều Tiên đạt tiến triển trong các chương trình hạt nhân và tên lửa nhanh hơn dự đoán. Điều quan trọng nhất là hiện nay cộng đồng quốc tế cần đoàn kết. Trong diễn biến liên quan, hôm nay 30 tháng 9, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận phòng không tầm ngắn đầu tiên, còn gọi là SORAD, tại Pocheon, phía bắc thủ đô Seoul. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận phòng không tầm ngắn. SORAD nhằm chống lại các mối đe dọa trên không ở tầm thấp như máy bay trực thăng, máy bay vận tải hay các máy bay chiến đấu của Pyongyang. Lần đầu tiên trên thế giới, một bệnh nhân người Pháp sống đời sống thực vật trong suốt 15 năm đã có dấu hiệu tỉnh lại sau khi được cấy thiết bị kích thích thần kinh phế vị vào ngực. Trường hợp được xem là phép màu y học này vừa được công bố trên tạp chí Current Biology của Mỹ. Các bác sĩ đã cấy thiết bị nói trên vào ngực bệnh nhân và kết nối nó với dây thần kinh phế vị bằng dây truyền dẫn. Tín hiệu điện từ thiết bị chạy theo thần kinh phế vị về thân não, truyền thành các xung lực và đi tiếp đến những vùng não nhất định. Với việc chọn một bệnh nhân sống đời sống thực vật trong 15 năm, nhóm nghiên cứu cho biết họ chấp nhận thử thách khó nhất để loại trừ yếu tố may mắn. Trong trường hợp phương pháp này thực sự mang lại kết quả. Và kết quả đã không khiến các bác sĩ thất vọng. Chỉ sau một tháng được kích thích liên tục, các vùng não điều khiển sự tập trung cử động của bệnh nhân đã gia tăng hoạt động rõ rệt.
Theo các chuyên gia, não người dù trong tình trạng tổn thương nặng vẫn còn tiềm ẩn khả năng lớn hơn những gì khoa học từng biết. Nghiên cứu mới này được cho là sẽ góp phần làm rõ thêm cơ chế của các căn bệnh thoái hóa thần kinh hoặc chứng suy giảm nhận thức do chấn thương não. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.